cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Hành vi côn đồ của hai thanh niên đi xe máy tạt đầu ô tô và đánh người trên đường Vành Đai 2 Hà Nội khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, đề nghị xử lý thật nặng để gian đe. Đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, tạt đầu nhiều ô tô trên đường vành đai 2 trên cao Hà Nội, nơi cấm xe máy và còn hung hãn đánh người đang khiến cộng đồng mạng sôi trào phẫn nộ. Trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 2, chị TA lái ô tô đi trên vành đai 2 trên cao hướng từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã Tư Sở khi đến gần khu đô thị Tham City Hà Nội, bị hai thanh niên đi xe máy mang biển kiểm soát 29H147496 không đội mũ bảo hiểm liên tục lạng lách đánh võng tạt đầu. Xe máy lạng lách đánh võng tạt đầu các ô tô đi cùng chiều, ô tô nào bấm còi thì họ dùng chân đạp vào xe và đấm vào kính. Khi xe của tôi đi chậm, hai thanh niên liên tục đạp vào hông xe rồi phóng lên trước phanh gấp. Tôi né được va chạm. Tuy nhiên, hai thanh niên tự đẩy đổ xe để tạo hiện trường va chạm và yêu cầu tôi xuống xe lo sợ nguy hiểm, tôi không xuống, hết là đang báo cảnh sát, thì hai người này tiến lại sát cửa kính chửi bới dọa giết tôi. Chị TA chia sẻ. Theo chị TA, không dừng lại ở đó, khi một ô tô bốn chỗ khác đi cùng chiều vượt lên, hai thanh niên tiếp tục lái xe máy chặn trước chửi bới, liên tục kéo giật cửa kính ô tô. Khi tài xế xuống xe, một trong thanh niên đã lao hành hùng. Theo chỉ huy đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, ngoài đi vào đường cấm, không đội mũ bảo hiểm, hai thanh niên còn có dấu hiệu hình sự như hành hung, phá hoại tài sản. Vành đai 2 trên cao gồm 4 làn, dài hơn 5 km, nối từ cầu Vĩnh Tuy tới ngã tư Sở, tốc độ cho phép 80 km/h, đoạn cầu nhánh 60 km/h. Đường chỉ dành cho ô tô, cấm xe máy, xe thô sơ, người đi bộ. Chúng tôi sẽ phối hợp với công an quận Hai Bà Trưng để xác minh hai thanh niên đi xe máy và xử lý vụ việc đúng pháp luật. Chỉ huy đội cảnh sát giao thông số 4 cho hay. Quá ngông cuồng và coi thường pháp luật, không thể để như vậy được. Thông qua camera giám sát trên xe ô tô là xác định được danh tính thôi. Rất mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Có camera hành trình ghi lại hết, nếu tôi bị tạt đầu như vậy, tôi sẽ thuê luật sư kiện đến cùng. Một xã hội văn minh thì không thể để những kẻ như vậy ngang nhiên quậy phá đề nghị công an xử lý kịch khung loại tội phạm này, những kẻ gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Nên khởi tố để làm gương, nếu còn những kẻ như vậy thì còn nguy cơ tai nạn thảm khốc, không thể để kẻ này gây hại cho xã hội. Không ít cư dân mạng cho rằng hai thanh niên có hành vi côn đồ này cần bị truy cứu trách nhiệm hình sự, những kẻ coi thường pháp luật này cần bị bắt và có hình phạt thích đáng, đăng tải trên truyền thông gian đe cho kẻ khác. Cần truy tố, giữa thủ đô không thể chấp nhận hành vi côn đồ gây nguy hiểm cho xã hội như vậy. Hai kẻ này phạm nhiều lỗi cùng một lúc, không coi pháp luật là gì, nếu không bị xử lý sẽ là mối đe dọa sự an toàn của mọi người. Một số ý kiến đề nghị cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ hơn để ngăn tình trạng xe máy cố tình đi vào đường dành riêng cho ô tô, phạt nặng những người vi phạm để gian đe, làm gương. Đường cao tốc trên cao là đường dành riêng cho ô tô, cấm các loại xe máy đi vào đó. Cố tình chạy xe máy vào đó là vi phạm pháp luật rất mong các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý thật nghiêm hiện tượng đi xe máy ở đường vành đai trên cao cần phải chấm dứt ngay